Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó có cái thương hiệu là Maruyama, chữ Nhật để các bạn, Maru nha. Và nó có cái tên riêng là MB320. Cái cây cắt cỏ MB320 này nó có sở hữu một cái nòng là 38 ly nha các bạn. Nòng silen nó là 38 ly, đường kính bích tông đó các bạn, đường kính bích tông 38 ly. Và dung tích sức chứa đó nha, sức chứa hòa khí của nó là 32 cc. Với tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ các bạn. Cây nó, cái dòng máy này thì nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn. Rất là bền bỉ luôn. Ha. Chụp giật thường rất là bền bỉ. Nắp san kính nha các bạn. Nắp san kính. Đây có khi châm nhiên liệu vào nhớt nó cảnh báo mình phải gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt, xăng tốt nha, xăng không cồn. Và nhớt thì loại nhớt tốt nha. Nhớt có thương hiệu uy tín trên thị trường nha. Tốt hơn hết là các bạn tham khảo các bạn, các người có xài trước, có xài nhớt nào tốt ha. Thì mình xài. Ví dụ như nhớt cách tròn là nó có thương hiệu rất là lâu rồi ha. Xài cách tròn hai thì rất là tốt các bạn. Máy tốt. Cái tỷ lệ xăng cộng với nhớt là 1 lít xăng pha 50cc cho đến 70cc nhớt nha các bạn. Nhớt 2 thì nha, xăng 95. Nói chung là xăng không còn rồi các bạn. Nhớt thì nhớt tốt. Thì với tỷ lệ đó thì máy mình xài rất là bền ha, không có bị sợ sọc nòng ha, hư sơ mi. Dòng Maruyama nó đặc biệt nó chạy chế hòa khí quanh rồ nha các bạn. Chạy chế hòa khí quanh rồ. Máy Nhật bãi nha. Dĩ nhiên máy Nhật bãi thì chạy chế hòa khí quanh rồ của Nhật rồi ha. Đây các bạn quan sát xem. Một con máy rất là xuất sắc các bạn. Rất là đẹp. Đẹp từng chi tiết luôn. Bạn nhìn tem của nó thấy nhìn ghiền luôn ha. Rất là đẹp luôn. Đây, chế hòa khí quanh rồ của nó đây các bạn. Ở đây nó có cái kim chỉnh tốc độ thấp này các bạn, chỉnh xăng với tốc độ thấp ha. Mình tìm ra một cái tốc độ cầm chừng cho thích hợp ha. Nhạy nổ, ít ăn xăng và nó là phải có găm ti cho nó chạy cho nó thật êm thật nhỏ ha. Đó là đúng ha. Bạn nhìn thấy nó mới nè, ốc này vàng ngính luôn các bạn. Mọi chi tiết đều vàng, rất là đẹp luôn ha. Bô của nó nè, dòng bô Maruyama rất là bền bỉ các bạn. E sắt ha. Đây, nắp chụp bô của nó đây các bạn. Có đầy đủ logo luôn ha. Đồ xịn chánh tông luôn. Đầy đủ logo của Maruyama các bạn. Đây, logo của Maruyama em, chữ M đó các bạn. Chánh tông luôn ha, rất là đẹp. Các bạn quan sát xem chế hòa khí của nó rất là đẹp luôn các bạn, mới tinh luôn. Đây chữ One Ro nó nằm đây các bạn. Ha. Đây, các bạn nào tinh mắt thì sẽ thấy chữ One Ro này liền các bạn. Đây là đây chữ quanh rồ ha. Đây là bộ dây xúc kết công tắc của nó các bạn. Bộ dây xúc kết công tắc nó để mình dẫn cái cờ từ công tắc ở trên tay cầm về ha. Đây, ga nó ha, bao bọc rất là kỹ lưỡng ha. Đây các bạn. Nó chạy một cái tum rời ha. Tum rời màu đỏ có dải cách nhiệt ha, chống sốc, chống rung. Ti của nó là ti 7 ly ha các bạn, 7 ly 7 khía, cần láp 24, làm cho người sử dụng mình rất là nhẹ nhàng ha, không có bị nặng.
cần lắp 26, cần lắp 28 gì chứ nó rất là nặng các bạn. Cần lắp 24 là làm cho người sử dụng mình rất là nhẹ nhàng, vì lý do là đồ cầm tay thì nó nhẹ nó tốt các bạn ha. Mình chống chống mỏi ha, chống mệt mỏi. Logo của Maruyama ha, made in Japan, rất là uy tín luôn các bạn. Đây là núm bơm mồi ha, mồi xăng ha. Mỗi khi mình khởi động ở đây nó có số seri đây các bạn, xem số seri. Mặc dù nó có nhưng mà mình soi rất là khó thấy nha, nó án ở trong nó rất là khó thấy. Không thấy được các bạn. Đây, các bạn nào tinh mắt ha, chụp hình lại và phóng to ra thì có thể thấy số seri đó các bạn. Chụp hình lại phóng to ra thì mới dễ thấy nha các bạn, số seri của nó đó. Đây các bạn quan sát xem, máy cực kỳ xuất sắc luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Không chê vào đâu được các bạn. Dòng bô hai mảnh ghép này, tiếng nổ rất là đanh và rất là thuận lợi cho việc mình vệ sinh bô ha các bạn. Máy mình sử dụng một thời gian nó yếu là nó triệu chứng nó nghẹt bô các bạn, nghẹt đường thoát đó. Mình chỉ việc vệ sinh đường thoát thì máy nó sẽ mạnh lại nha các bạn, không cần phải lo sợ là máy mình hư hao gì cho nặng ha. Không có hư, nó chỉ nghẹt đường thoát là nó gây nên cái máy mình nó yếu ha. Móc dây đeo của nó đây các bạn, cầm của nó zin tắc ha các bạn, zin tắc, không có món gì mà lai vô hết ha. Công tắc đây rất là đẹp ha. Tay ga giữ rất là nhẹ nhàng các bạn. Các bạn có thể nới lỏng ốc này để cho nó nhẹ hơn nữa để mình cắt bằng ga sống nha các bạn, rất là hay. Cần lắp nữa đây, Maruyama MB320 đây các bạn. Số seri đó. An toàn sử dụng ha các bạn. Chắn cỏ rất là quen thuộc của Maruyama. Cùi này cũng rất là quen thuộc ha, cùi rất là trâu ha. Cùi 7 khía nha các bạn, cùi 24/7. Mà loại cùi này thì chống dính cỏ rất là hữu hiệu các bạn. Có chén úp ngược từ phía dưới ha. Ở đây có lỗ chốt ha. Ở đây nó có chống dính, chống mài mòn các bạn, chống mài mòn rất là đã luôn, chống mài mòn, chống dính cỏ, siêu chống dính cỏ luôn các bạn, rất là ngon luôn, không có gây một tiếng động nhỏ nữa các bạn, rất là ngon luôn ha. Tổng thể cái máy mình đây nha các bạn, máy rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Để mình ráp cái bô vô rồi mình nổ thử cho các bạn xem, máy rất là nhạy nổ luôn. Nó cái lưới lọc này nó từ bãi về nó ít khi nào nó còn zin nguyên gì các bạn, nó bị mục hết. Nó bạn cũng thông cảm nha, lưới lọc nó ít khi nào nó còn. À, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Thời rất là dữ các bạn. Đó, rất là dữ ha. Các bạn thấy không? Thực.
Thời quá tốt luôn. Cắt nha các bạn. Một dòng một là nổ các bạn. Rất là nhạy nổ các bạn. Xem mình khởi động nó nè. Dòng tua một là nổ, nổ tiếng nổ rất là ngon. Quay nha. Video mình giới thiệu cây Maruyama MB320 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.